Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị nghi giao kéo vì nhan sắc thăng hạng, Lâm Vĩ Dạ đáp trả khéo léo. Vừa qua, Lâm Vĩ Dạ gây bất ngờ với khán giả với diện mạo có nhiều sự thay đổi. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu nữ diễn viên đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Lâm Vĩ Dạ cuối cùng cũng lên tiếng làm rõ vấn đề này. Khán giả Việt chắc hẳn không còn xa lạ với Lâm Vĩ Dạ. Cô thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với lối diễn xuất chân thật, duyên dáng. Gần đây, nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung, mặn mà ở ngưỡng U40. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vẻ ngoài khác lạ hiện tại của nữ diễn viên là kết quả của giao kéo. Diện mạo lạ lẫm của người đẹp sinh năm 1989, Lâm Vĩ Dạ gây chú ý khi thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân. Trên trang cá nhân, Lâm Vĩ Dạ khoe nhiều hình ảnh cận mặt với lối trang điểm như hoa hậu, làm nổi bật nét trẻ trung thanh tú như thiếu nữ đôi mươi. Khán giả không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp khác lạ của nữ diễn viên. Ngay cả đồng nghiệp cũng không thể nhận ra nữ diễn viên trong bộ ảnh này, khiến cư dân mạng càng thêm nghi ngờ. Gương mặt cô trở nên nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Nhiều khán giả và đồng nghiệp đều bàn luận sôi nổi trước hình ảnh mới của nữ diễn viên. Cụ thể, riêng phần mũi và cằm thon gọn khác hẳn trước đây. Đôi mắt của Lâm Vĩ Dạ cũng có hồn hơn. Ngoài ra, cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn nhờ lối trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo. Nữ diễn viên còn thường xuyên mặc váy hở vai để khoe bờ vai thon gọn. Tuy nhiên, Lâm Vĩ Dạ bị coi là đã can thiệp giao kéo để cải thiện ngoại hình vì bất ngờ có sự thăng hạng về nhan sắc. Nữ diễn viên bị nghi ngờ sửa mũi. Chia sẻ với dân trí, Lâm Vĩ Dạ khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ. Sở dĩ có vẻ ngoài khác lạ hơn so với trước đây là do cô vừa giảm 9kg nhờ giảm cân. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, thời gian qua tôi cắt giảm tinh bột và đồ ngọt, đi bộ nhanh mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút. Tôi bổ sung uống nước ép sinh tố và ăn trái cây không đường để giảm được 9kg. Bên cạnh đó có thể do cắt tóc hơi ngắn nên khán giả mới thấy khác lạ. Lâm Vĩ Dạ khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Lâm Vĩ Dạ cho biết cô giảm cân trong 2 tháng để chuẩn bị tham gia vào show mới với vai trò MC, đồng thời cũng để cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn. Bà xã diễn viên Hứa Minh Đạt cũng cho mọi người biết sẽ đẹp lên nhanh chóng nếu chăm chỉ dưỡng da và giữ dáng. Bà xã Hứa Minh Đạt tích cực giảm cân vì sắp tới sẽ xuất hiện ở 2 show truyền hình mới với vai trò MC. Nữ diễn viên chia sẻ, những hình ảnh mà cô đăng trên trang cá nhân đều do bạn make up riêng tự chụp và Photoshop rồi mới đăng lên. Tuy nhiên, có vẻ ảnh bị Photoshop hơi lố nên mới có sự hiểu nhầm như thế. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tôi giảm cân. Chắc là do lần này vừa giảm cân vừa cắt tóc nên ngắn xíu nên khán giả thấy khác lạ. Đa phần các hình ảnh mà tôi đăng trên trang cá nhân hay page chính thức đều do bạn make up riêng tự chụp và Photoshop. Mà chắc Photoshop hơi quá tay xíu cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Đọc bình luận mà tôi cười quá trời, nhưng cũng không quên nhắc bạn ấy bớt Photoshop lại, nữ diễn viên nói. Ba mẹ hai con ưa chuộng phong cách make up ngọt ngào sắc sảo. Năm 2020, Lâm Vĩ Dạ cũng từng chia sẻ muốn được phẫu thuật thẩm mỹ để khuôn mặt hài hòa hơn. Cô chia sẻ muốn sửa mắt, mũi, môi trong một chương trình. Tuy nhiên, nữ diễn viên nói rằng bây giờ không có nhu cầu thẩm mỹ. Cô cho biết mình chỉ nói đùa để trêu chọc ông xã Hứa Minh Đạt khi bị đặt nghi vấn muốn giao kéo vào năm 2020. Lâm Vĩ Dạ nói, chứ thực ra tôi nhát lắm, rất ngại đụng chạm giao kéo bởi vì tôi rất sợ đau. Lâm Vĩ Dạ cũng từng chia sẻ muốn được phẫu thuật thẩm mỹ để khuôn mặt hài hòa hơn. Cách đây không lâu, Lâm Vĩ Dạ đã xuất hiện trong một chương trình với kiểu tóc và lối trang điểm trẻ trung tươi mới, khác hẳn với phong cách trước đây. Ngoài những lời khen ngợi của khán giả về hình tượng mới, thì một số cho rằng không phù hợp. Nói về điều này, cô cho biết, nhà sản xuất muốn tạo phong cách trẻ trung năng động cho cô nên đã chọn style giới trẻ. Mặc dù thấy không quen mắt và không phù hợp cho lắm, nhưng cũng cảm thấy thú vị. Mỗi lần nhìn mình trong gương là phì cười, Lâm Vĩ Dạ chia sẻ. Lâm Vĩ Dạ gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung khi làm MC trong một chương trình truyền hình. Lâm Vĩ Dạ không được đánh giá cao về nhan sắc khi mới tham gia nghệ thuật. Cô cũng từng có giai đoạn bị xuống sắc sau mang thai. Tuy nhiên, một số người thường xuyên so sánh và trêu chọc cô khi đứng chung với những hoa á hậu hay người đẹp V-Beat. Nhiều người cho rằng vì nữ diễn viên đã trải qua 2 lần mang thai, vừa phải tham gia nghệ thuật vừa phải chăm con, nên trong cô sẽ trưởng thành hơn so với các đồng nghiệp còn độc thân. Nhan sắc Lâm Vĩ Dạ thời mới là mẹ bỉm, nhan sắc của Lâm Vĩ Dạ ngày càng thăng hạng. Bên cạnh đó, tinh thần mà cô luôn cố gắng trau dồi trong mọi mặt của cuộc sống, từ công việc đến ngoại hình của Lâm Vĩ Dạ cũng được nhiều người theo dõi, ngưỡng mộ và đánh giá cao. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận nhé! Và đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về sao trên tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.